chào các bác nha. Hôm nay em lại tiếp tục gửi tới các bác con DC 40G nha. Con này cũng đời 16, 17 á các bác. Bây giờ để em chờ nó chạy ra chờ các bác xem ha. Ví dụ các bác nào thấy thích cái bé này á thì các bác cứ gọi cho em qua số điện thoại là 0916566177 rồi em nhập về cho các bác nha. Rồi đầu tiên thì em gửi tới các bác dàn chân máy nha. Đó, dàn chân máy con này đây. Rồi các bác thấy rõ chưa? Con lăn thì nó thay hết rồi nha. Cái này thay lại thôi chứ không có gì hết á. Xích thì bên đây còn cỡ 70%, bên kia thì nó hơi đứt chút. Rồi đầu tiên thì tiếp tục tới cái bơm số. Đây bơm HT hộp số đây, để mở đèn lên cho con dễ xem ha. Đó. Đó. Rồi, tới bơm HT, bơm chưa bung nha. Số đem chui vô coi nha. Số này như vậy bung rồi thì con số này bung rồi các bác ơi. Số bung rồi. Rồi con này là đó, các bác thấy không? Rồi ok. Tới tiếp theo thì tới dưới bụng băng tải nha các bác. Rồi bụng băng tải. Gửi tới các bác ha, rồi tới bụng hàm. Rồi, giờ đi qua chỗ này em quay cho bác cái vàng thùng của nó ha, hết thùng ha. Đây ở chính giữa thì nó thay lưới inox rồi ha, hai miếng lưới trước inox, hai lưới sau gin. Anh đập thì gin 3 cây. Gắn thiếu rồi. Này có gắn gì có 4 cây sao chạy trời. 3 hoặc 6 chứ. Rồi, tiếp tục tới phần vách thùng, thẳng băng à. Nè, vách thùng là cái này nè. Mình coi máy mình nhìn cái vách này thẳng băng là ok nha các bác. Không bị nứt, không bị gì là hết, là lụm. Đó, nắp hông này cũng nắp hông mới luôn. Tại do nắp hông cũ nó bị banh. Bên bệnh nó cho nắp mới thì mình lấy thôi. Nhưng đây giờ cho rồi không lấy. Rồi ra bên đây em quay các bác cái vàng hơn sao đứt máy nè. Con này thì đẹp ha. Con này giá cũng 300 à. Ha, nhập về Việt Nam thì giá 300. Rồi, rồi tiếp tục thì gửi tới các bác động cơ ha. Động cơ máy đây. Động cơ bơm số. Này động cơ zin nha các bác. Đó. Động cơ zin nha. Dàn chân bên đây đây, xích thì nó hơi đứt ở chỗ này nè. Thì đó bên em là bao lại cho các bác hay cho các bác công xích mới ha. Rồi đây dàn chân. Còn cũng được lắm. Ở đây thì nó hơi bung bung rồi nè. Mà cái đó không sao, bên em chạy trước là đẹp lắm. Rồi tiếp tục tới phần cabin nha. Cabin máy đây. Này bộ điều khiển dồi nha các bác. Này bộ điều khiển dồi nha. Rồi giờ quay lại cái vách hàm cho các bác xem. Đó cái vách nè. Rồi. Đó sao nói lại gì á. Rồi bên đây cái bông cuốn nè. Bông cuốn này đã thay nóc rồi. Lót hàm đó inox rồi. Băng tải thì nó lót cái kiểu gì á nhìn kỳ lắm. Mà bên em lót lại cho. Chống băng tải thì kìa. Rồi ok, cảm ơn các bác đã xem video này nha. Các bác nào thấy hay á, thì hãy cho em xin nút like, nút đăng ký. Còn các bác nào mà có nhu cầu muốn nhập máy từ Cambodia hoặc Thái về Việt Nam á, thì cứ liên hệ cho em qua số điện thoại là 0916566577. Rồi cảm ơn các bác đã xem video. Chúc các bác một ngày tốt lành nha.